Hello, happy Sunday. Hello quý vị, Amy đang ở San Marcos Premium Outlet ở hướng đi từ Dallas đi San Antonio về. Thì quý vị coi hôm nay là chủ nhật, thời tiết mùa bắt đầu vào đông rồi mà mát lắm bữa nay. Và cái parking lot ở đây xe đầy hết luôn, rất là đông. Mà có nhiều tiệm như chút nữa Amy sẽ cho quý vị coi ở trên hình ảnh là có nhiều tiệm như là Victoria's Secret, Bath and Body Works. Cũng như như trước mặt của Versace thì người ta xếp hàng đông lắm, đứng chờ để mà vô được giới hạn số người vô đó. Và ở đây nhiều cái hiệu ở đây ở cái outlet này shop hàng cho mùa, chuẩn bị mùa Christmas vui. Ok, vậy mình đi shopping nha. Quý vị nào mà thấy tiệm nào vui thì có tới đây shopping thì gửi hình ảnh lên. Have a good day, bye bye. Coi xếp hàng xe chạy mấy cái tiệm hả? Đứng xếp hàng rất là đông. Và đây là tiệm Victoria's Secret mà quý vị coi người ta đứng xếp hàng dài, thiệt là dài. Ngày hôm nay thời tiết ở đây rất là đẹp, đứng xếp hàng dài. Còn đây là tiệm Bath and Body Works nè quý vị coi người ta xếp hàng nè. Vui ha, parking đầy hết. Của cô xếp hàng, Gucci cũng xếp hàng dài, thấy như nó xe kia rất là đẹp.